cho tam giác ABO vuông tại O, C là hình chiếu của O lên AB, D, E lần lượt là hình chiếu của C lên OA, OB. Câu B, hình minh họa bên tay trái nha các bạn. OC mũ 3 bằng AB nhân AD nhân EB. Thì để giải quyết những cái bài liên quan về vấn đề chứng minh hai cái vế nó bằng nhau thì các bạn của bài này thì các bạn nhớ giúp lỡ đó là gì ạ? Đó là các bạn phải nhớ đến hệ thức lượng trong tam giác vuông, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thứ hai đó là hai tam giác đồng dạng, nhớ đến tỷ số đồng dạng. Được chưa ạ? Thì các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng không có một cái công thức nào mà có mũ 3 cả, chỉ có mũ 2 hoặc các bạn có thể kết hợp là mũ 4. Vậy ta sẽ nhân hai vế cho OC. Đó, nhân hai vế cho OC nha các bạn. Được chưa? Vậy tương đương nè, ta có OC mũ 3 nhân OC ra OC mũ 4. OC nhân với AB thì các bạn thấy OC không ạ? OC nè, vuông nè, nhân với huyền, xin lỗi, cao nhân với huyền sẽ bằng vuông nhân vuông. Vậy đây với đây sẽ ra là OA nhân OB. Hai thằng này viết lại. Được chưa? Tiếp tục hành trình, ta có OA nè với lại AD. Thì các bạn nhìn nè, OA nhân AD nhân AD có phải bằng AC bình không ạ? Có phải bằng AC bình không ạ? Phải. Ở đây với đây thì bạn ta viết lại, viết gần lại nghe các bạn. OB nhân EB. Vậy sẽ bằng, đây sẽ bằng AC bình. Vuông bình sẽ bằng chiếu, vuông bình nè sẽ bằng chiếu nhân huyền. Tương tự đây cũng vậy, sẽ bằng BC bình. Vuông bình sẽ bằng chiếu nhân huyền. Bằng 2. Xin lỗi, ở đây là mũ 4 nha các bạn. Xin lỗi, mình bị sai nha. OC mũ 4, OC mũ 4, OC mũ 4. Thì tương đương. Thì cái mũ 4 này là tách thành mũ 2, tất cả mũ 2 được không ạ? Có phải bằng, hằng này có phải bằng là AC nhân BC tất cả mũ 2. Được chưa ạ? Vậy ta có điều gì ạ? Hằng OC bình thì mình có gì ạ? Vuông bình sẽ bằng chiếu nhân chiếu. Điều phải chứng minh vì vuông bình sẽ bằng chiếu nhân chiếu, nên ta bình phương hai vế nó sẽ ra thằng này. Vậy điều phải các bạn kết luận vậy, OC mũ 3 bằng cái gì ạ? Bằng AB nhân AD nhân EB. Được chưa ạ?